Hey, xin chào cả nhà, chào mừng cả nhà quay trở lại với channel của Việt Full Face. Và hôm nay chúng tôi sẽ giới thiệu đến các bạn một mẫu găng tay đến từ hãng Scoyco danh tiếng. Và đây là một mẫu mới vừa ra mắt vào năm 2019, vào đầu tháng 3 này thôi. Và mình mời các bạn xem, wow, cái hộp cũng rất là chất luôn, bằng các phiệt kia kéo, và ở đây có hình ảnh của sản phẩm và bằng nhựa. Khi nhìn vào mình đoán đây là một sản phẩm có giá tiền rất là mắc mà không đâu. Để biết giá chính xác của sản phẩm này, các bạn lên website vietfullface.com để chúng tôi update giá ở trên đó rất là cụ thể các bạn nhé. Và mình nói sản phẩm này không quá mắc bởi vì nó đến từ hãng Scoyco, hướng tới người tiêu dùng phổ thông, nhưng chất lượng nó đã được anh em biker ở Việt Nam và cả châu Á lẫn thế giới kiểm nghiệm qua rất nhiều năm rồi, các bạn yên tâm mà sử dụng. Ở đây là một mẫu mình thấy rất là colorful, phù hợp với những bạn có cá tính hay là đi những dòng xe với tem thiết kế nhiều màu sắc thì nó sẽ rất đẹp luôn. Riêng bản thân là mình thấy cái này mình rất là thích, nó cũng mang một cái dáng dấp gì đó vintage rất là hay các bạn ạ. Chỗ này họ làm bằng vải hay bằng da nha, những cái màu sắc này là bằng vải nè, mà đây là gỗ carbon, glass fiber protection carbon, nhìn rất là sâu luôn, rất là sâu. Và chỗ này là có một đệm dây phản quang ở đây phát sáng, ở đây khi ban đêm thì nó sáng lên, nó tăng thêm cái tính an toàn tầm nhìn cho người đi đối diện với mình đó. Thì ở đây logo Scoyco nó làm màu xanh, hay chứ. Từ trước giờ Scoyco logo nó là màu đỏ, nhưng hôm nay có một sự cách tân cho cái thiết kế mới. Rõ ràng đây một thiết kế quá đẹp đi, thiệt quá đẹp, mình là thích cái màu này ghê. Cái này đỏ ở giữa là trắng, này là xanh, quá hay. Hình như là cái này làm nó tượng trưng ba màu cho cờ Ý, cờ Italia thì phải. Thì đây ở mặt dưới cũng là bằng phun carbon để họ bảo vệ cho cái mu bàn tay chúng ta, có va chạm chúng ta té, chúng ta chà trên mặt đường thế này thì bảo vệ mu bàn tay rất tốt. Và kế đây cũng có một cái đệm bằng da, họ đệm đây bằng mềm để chúng ta gia tăng cái sự thoải mái của chúng ta, không phải lúc nào cũng đệm cứng cũng là tốt đâu. Đệm cứng chỉ để bảo vệ những vị trí quan trọng mà thôi, còn những vị trí mà chúng ta cầm nắm hay là chúng ta tạo sự cảm giác thoải mái, bắt buộc họ phải làm những cái đệm mềm, cũng tăng tính năng bảo vệ và cũng tạo sự thoải mái cho người sử dụng nữa. Và cái để mình mang vào cho các bạn cùng xem. Thì ở đây hiện tại mình phải có đầy đủ các size ML và XL cho sản phẩm này. Và khi mang vào tay mình cảm giác là rất là ôm và rất là bóp, cầm nắm cũng rất dễ dàng thoải mái, bởi vì cái lòng bàn tay họ làm bằng da lộn thế này. Và chỗ này là có những cái vị trí ôm vào, bám vào cái tay ga chúng ta tốt hơn, sẽ không bị tuột tay. Về vị trí này và vị trí ngón cái là có vị trí da như thế này để chúng ta touch, xài điện thoại cảm ứng rất là tốt. Và chỗ này họ thiết kế rất là hay các bạn, mình thích thêm một cái điểm vấn đề đó là trên các đầu ngón tay của chúng ta, trên này họ làm bằng chất liệu Kevlar, mình nói không nhầm, thì nó bằng vải thế này, chúng ta nhìn nó chất liệu nó rất là hay các bạn, quá là hay. Thiết kế mình đánh giá 10 điểm cho thiết kế của mẫu găng tay này, và cũng sẽ trả lương rất cao cho bộ phận thiết kế tem màu của hãng Scoyco này. Và dưới lòng bàn tay chúng ta cũng thấy có rất nhiều cái lỗ nhỏ li ti ở đây, đặt những vị trí này giúp ta thoáng khí lòng bàn tay chúng ta không bị mồ hôi bám lại và dễ chịu hơn. Thì vị trí bên mạn phải của ngón cái này chúng ta có rất nhiều cái lỗ thoát khí li ti, rất là thoải mái chúng ta khi tua gió vào. Và vị trí này cũng vậy, có những cái lỗ. Họ đây một sự kết hợp pha giữa da lộn phía dưới, mặt dưới, da bóng ở đây, carbon, Kevlar và mesh. Cho nên là mình thấy mẫu găng tay rất là đáng, và đúng là mang dáng dấp hơi thở của thời đại mới 2019. Và mẫu người số 47 hãng đó họ làm hai màu cho chúng ta thêm sự sở thích của mỗi người khác nhau về màu sắc. Và đây mình đã mở cho các bạn xem thêm một bản màu nữa của MC47, vẫn là full carbon với dù bên trên và bên dưới, nhưng mà màu này họ làm thêm một hướng gì đó nó hơi chìm hơn, phù hợp với những bạn mà không thích quá nổi như cái mẫu găng tay này. Thì phía dưới họ là màu xám một chuột các bạn, trên này cũng là màu xám bằng vải. Chỗ này giống như mình cảm giác đây là cái hình tia sét các bạn. Thêm một sự lựa chọn các bạn chọn màu nhé. Các bạn quan tâm sản phẩm này hãy xem vào website vietfullface.com để nắm được giá, và cũng như là hãy bấm đăng ký ủng hộ kênh YouTube của chúng tôi để xem thêm nhiều sản phẩm review khác nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những sản phẩm review sắp tới.